Làn sóng các tôn giáo mới của Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2020, chính quyền cho biết trong 80 tổ chức tin lành đang hoạt động thì có đến 70 tổ chức hoạt động bất hợp pháp. Trong số này, có những hội thánh bắt nguồn từ Hàn Quốc, một đất nước có đạo tin lành áp đảo. Chính quyền Việt Nam hiện nay chưa công nhận hội thánh nào của Hàn Quốc. Một số hội thánh đã sử dụng danh nghĩa của hai hội thánh tin lành miền Bắc và miền Nam được nhà nước công nhận để mở các điểm sinh hoạt tôn giáo. Điều khiến chính quyền lo sợ hơn cả là các tôn giáo mới có nguồn gốc cơ đốc của Hàn Quốc đang tìm mọi cách gây dựng truyền đạo tại Việt Nam. Đạo Tân Thiên Địa được cho là đã mở các trung tâm ngoại ngữ nhằm truyền đạo. Các tôn giáo mới dựa trên giáo lý cơ đốc phát triển rất mạnh tại Hàn Quốc. Trong đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời là một trong những phong trào tôn giáo mới lớn nhất của đất nước này. Theo bạn, có nên để các tôn giáo mới tại Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam?